Quý vị và các bác các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, trong buổi đêm khuya ngày hôm nay, bây giờ là 11 rưỡi đêm rồi. Em vẫn cứ lọ mọ làm đêm. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, vì cái việc lọ mọ này nó thật là các bác là em Tiến nó quá là bận luôn, thật sự quá là bận. Trong cái việc bận này là nó đồng hành với cái việc mà các bác quý mến em Tiến đã ủng hộ cho mặt hàng của em Tiến khá nhiều trong vòng mỗi một ngày. Hăng say lao động từ sáng sớm cho tới đêm khuya vẫn chưa hết việc. Đấy các bác ạ. Điều này thì tuy nhiên vất vả nhưng rất vui, cực kỳ vui. Cảm ơn các bác các anh em chúng ta ở trên khắp mọi miền Tổ quốc rất là nhiều. Đặc biệt không biết nói gì hơn, em chỉ kính chúc các bác các anh em chúng ta là những người luôn luôn đồng hành cùng với em Tiến ở trên kênh YouTube, và đã là những người, các bác đã là những người ủng hộ mặt hàng của em Tiến. Và những người chưa một lần nào mua hàng của em Tiến vào xem kênh cũng luôn luôn đồng hành cùng với em Tiến, thì em Tiến chỉ biết nói một câu là em Tiến luôn luôn kính chúc các bác, các anh em, gia đình các bác luôn luôn khỏe mạnh, bình an, công việc làm ăn thật là may mắn. Kính chúc các bác, các anh em chúng ta trên vạn nẻo đường đi luôn luôn được bình an. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong buổi đêm khuya ngày hôm nay, thì hôm nay em nói cái giọng nó cũng bé bé để cho nó đỡ ảnh hưởng đến người khác. Thưa quý vị các bác cùng anh em, thì trong cái video này em Tiến về rất là nhiều mặt hàng. Mặt hàng em Tiến về trong video clip hôm nay gồm có là 2, 4, 5 con âm đi. 5 con âm đi này là những là một trong năm những con âm đi hàng dòng được rất nhiều người Việt Nam chúng ta ưa chuộng, và sử dụng những con âm đi này có thể đánh được rất rất nhiều dòng loa, công suất rất khỏe, nghe và kết hợp hát karaoke ở trên những chiếc âm đi này. Thưa quý vị các bác cùng anh em, đồng thời 5 chiếc âm đi và có em Tiến về được 2 đôi bốt 4.2 series 2, hàng đắt giá nhất và cao cấp nhất trong dòng bốt nằm. Thì trong dòng bốt nằm có 3 đời nó có thể so sánh ngang nhau, đó là bốt 301 series 3, 301 AV monitor và bốt 4.2 series 2 là đôi đang hiện diện trước máy quay đây. Thì đôi 4.2 series 2 này là một mặt hàng đời cao nhất cũng như là có một cái giá thành cao nhất trong 3 mẫu loa bốt em vừa nêu. Đây là mẫu loa bốt 4.2 series 2 thùng vân gỗ, và đặc biệt nhấn mạnh với quý vị các bác anh em chúng ta là một câu rằng hai đôi loa này đều zin gân trùng series các bác nha. Gân zin trùng series, tức là trùng đôi trùng cặp. Và trước khi vào xem video, các bác anh em chúng ta lưu ý là mỗi một cặp, ví dụ như bên này này, bên này nhá, là em để một cặp, bên kia em để một cặp, tức là hai cái nó đang chồng lên nhau ấy, nó là một cặp các bác nhá. Bên này là một cặp này. Đấy, các bác mua cặp này thì nó đây là một cặp, và bên kia thì kia là một cặp. Thì tí nữa em sẽ đọc số series cho quý vị các bác cùng anh em. Hai cái đôi loa này nó series nó liền kề với nhau luôn. Đấy, rất đặc biệt một cái là series nó lại gần liền kề với nhau luôn ý nhá. Và bây giờ không mất làm mất thì giờ vàng ngọc của quý vị anh em nữa, em sẽ vào việc luôn báo giá cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta về 5 chiếc âm đi và 2 đôi loa bốt 4.2 series 2. Kính thưa quý vị các bác cùng anh em, thì hôm nay em sẽ giới thiệu một con hàng âm đi ngon bổ rẻ nhất trong 5 con âm đi này. Thì chúng ta thấy là con âm đi này về nhá, là nó bị phai màu sơn ở trên cái viền này, phai màu sơn nhé chứ không phải xước đâu nhá. Xước nó vào thịt nó khác, còn đâu phai màu sơn nó khác các bác nhá. Thì phai màu sơn ở trên cái viền này nhá. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa thì cái mặt âm đi này, chỗ này này. Đấy. Không biết là bên kia nó vận chuyển kiểu gì hay là họ bên kia họ dùng như nào. Thì cái chỗ này nhá là bị xước một tí này. Đấy. Cũng bị phai màu sơn một tí này. Đấy các bác nhá. Em báo rõ tình trạng cho quý vị các bác cùng anh em.
Đấy, còn đâu là xung quanh nhà nó cũng phai màu sơn. Đấy, các vết mà phai màu sơn này. Đấy, phai màu sơn. Còn là quý vị các bác anh em chúng ta thân mến nhé, ở bên trong nhé, đẹp keng, bên trong cực kỳ đẹp, máy bên trong cực kỳ đẹp luôn. Và bao zin tuyệt đối riêng ở trong máy, bao zin tuyệt đối riêng ở trong máy nhé. Và tất cả chức năng hoạt động hoàn hảo. Thì đối với chiếc âm đi Sansui Model AU Alpha 3.7 DG mặt gương này, mặt gương có thể soi thấy lòng bàn tay của em đúng không ạ? Em để đất là soi thấy cơ, gọi là mặt gương bóng. Thì chiếc âm đi này nhá, nếu như nó đẹp xuất sắc thì giá nó sẽ khoảng rơi vào gấp đôi. Thì chiếc âm đi này nếu như mà đẹp xuất sắc thì nó rơi vào tầm khoảng 9 triệu các bác nhá, tầm khoảng 9 triệu. Và em tiến bán rồi, bán gần đây thôi, là bán tầm khoảng 8 triệu 8 rồi trên 9 triệu cũng có. Và chiếc âm đi này nếu như là mặt nó đẹp, nó không bị xước xước như thế này. Còn đâu với tình trạng như thế này thì em tiến có cái giá bán là 5 triệu đồng các bác nhá, 5 triệu đồng. Nếu các bác không quan niệm về những cái này thì các bác hãy dinh con âm đi này về chơi. Thì chiếc âm đi này là chiếc âm đi chạy cổng quang nhé. Nó có 4 đường optical, các bác có 4 đường optical để giải mã. Đấy, 1, 2, 3, 4 ở trên này. Chúng ta thích giải mã đường nào thì giải. Đấy. Các chức năng là lau lớt này, bát, tép, ba lăng, vân vân và vân vân. Thì chiếc âm đi này nó chạy sò công suất rất là gấu khủng. À, gấu khủng. Công suất là 200 điện 100V nhé. Công suất là 250W. Đấy, các bác nhé, điện 100V công suất 250W. Đấy, các bác thấy không? Đằng sau này đường quang giải mã này. Còn đây là bốn cái cổng này, ba cái cổng này là cũng đường giải mã các bác nhé. Đấy. Rồi, cánh cầu A và cầu B có chế độ A cộng B. Rồi, rất là đẹp. Chương trình này giá 5 triệu đồng các bác nhé. Và tiếp theo, hôm nay em về được một con âm đi khủng long. Đó là một chiếc âm đi nặng đâu 22 cân mấy hay là 23 cân gì đấy. Chiếc âm đi này nặng. Thì giá của chiếc âm đi này là 13 triệu 900 các bác nhá. Công suất 275W. Điện 100V. Đây là chiếc âm đi Đà Lông Model PMA 2000 Mark 4 hay còn gọi là 2004 La Mã các bác nhá. Đó. Một chiếc âm đi có cái mặt vàng chanh tuyệt vời đẹp, rất đẹp luôn. Đấy, em quay đâu đẹp đến đấy này. Ảnh lên rất là đẹp. Xuất sắc luôn anh em nhé. Xuất sắc luôn. Chiếc âm đi này hàng bao zin tuyệt đối cho anh em. Rất là đẹp, quá đẹp luôn. 13 triệu 900 các bác nhá. Điện 100V. Anh em dùng chiếc âm đi này đánh bất cứ dòng loa nào mà anh em thích các bác nhá. Chiếc âm đi này. Từ loa Âu, loa Nhật, loa Mỹ chơi hết. Và tiếp theo, đây là một phương án nữa, đó là phương án rất nổi tiếng. Chiếc âm đi Lichman Model N58A. Dòng âm đi chữ ký có hồi gỗ bao bọc xung quanh. Chiếc âm đi này có giá 11 triệu 500, điện 100V. Con này em nhớ không nhầm, hình công suất là 290W thì phải các bác nhá. 290W đánh 4 con sò sắt các bác nhá. 4 con sò sắt Hitachi. Đánh 4 sò sắt Hitachi. Rồi, chiếc âm đi này không cần phải bàn cãi nhiều và nó quá danh giá và nổi tiếng rồi. Đánh loa Nhật, loa Mỹ, loa Âu, đặc biệt là chuyên trị vào những dòng JB các bác nhá. Chuyên trị vào những dòng JB khó tính, đánh tiếng cực kỳ ngọt. Dòng âm đi này là dòng âm đi chạy mạch class A. Các bác nhá, class A càng đánh nóng âm đi càng hay các bác nhá. Rồi. Giá 11 triệu 500, một cái mức giá yêu, cực kỳ yêu. Và tiếp theo là một con âm đi nữa, đó là con âm đi Sansui AUD 707XDCAT các bác nhá. Chiếc âm đi này có giá là 11 triệu 500. Âm đi Sansui AUD 707XDCAT, dòng âm đi hồi gỗ chỉ vàng. Chiếc âm đi đẹp xuất sắc luôn anh em nhá, hồi gỗ chỉ vàng đẹp xuất sắc luôn. Dòng này công suất hình như 320W hay là công suất 330W gì đó các bác nhá. Đánh 8 sò than sang ken các bác nhá. Điện 100V, không ngán dòng loa nào. Chiếc âm đi khỏe, chất âm hay các bác nhá. Giá 11 triệu 500, một cái mức giá quá rẻ luôn anh em nhá. Và tiếp theo là âm đi Sansui, dòng âm đi cổ xuất âm tụ điện đa cầu, công suất 400W
điện đa cầu điện công suất 400W, em đang để nguồn điện là 220 nhá. Có nút chỉnh bass, chỉnh nời, chỉnh tép, rồi volume tone nhỏ ba lăng nằm ở trong đây các bác nhá. Loudspeaker vân vân đầy đủ. Bắt được đài FM và AM trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta, giải tần lên tới 108 các bác nhá. Thì chiếc âm đi này bao zin toàn tập cho anh em, giá 15.500.000 đồng các bác nhá. 15.500.000 đồng. Âm đi Sansui, dòng âm đi Sitte Receiver 7070 các bác nhá. Có đèn vu và đèn nước biển, khi mà chúng ta mở các chức năng đài thì những con vu vẩy này sẽ hoạt động, nó sẽ vẩy. Và tiếp theo mời quý vị các bác, các anh em chúng ta, tất cả chúng ta báo giá cho anh em chúng ta hết rồi nhá. Con âm đi Sansui 3.7DG giá 5.000.000 này. Âm đi đàn lông PMA 2.400 mã này, giá 13.900.000 này. Âm đi Nickman Modern 58A dòng âm đi chữ ký, giá 11.500.000 này. Và âm đi Sansui AUD 707X The Cat hồi gỗ chỉ vàng, giá 11.500.000. Vị trí là con âm đi Sansui 707X The Cat với con Nickman giá bằng tiền với nhau. Thưa quý vị các bác, các anh em chúng ta, bây giờ thì mời quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đến tham quan hai đôi loa Bose 4.2 Series 2. Đầu tiên thì em sẽ quay về thân thùng của em nó trước các bác nhá. Thân thùng của em nó trước đẹp mỹ mãn các bác nhá, không bị xót xẹo bất cứ một tí nào, một chỗ nào. Thì đối với đôi Bose 4.2 Series 2 này, là series của nó là series, số series tiến anh em nhá. Số series tiến, tức là bên này em đọc hàng số in đậm đó là 304 các bác nhá, 304. Còn số series ở trong hàng tem giấy này là giống nhau các bác nhá. Đấy. Nó là 29. Thì dưới này cũng là tem giấy ấy, nó là 29. Còn đâu là số tiến ở hàng số in đậm đó là 304 thì con này là 305. Nó là trùng series các bác nhá. Các bác phải lưu ý là có những cái đời loa ấy, nó sản xuất ra là hai số của một đôi là giống nhau, nhưng mà cũng sang cái đời khác thì nó đặt là số tiến lên, tức là 04 và 03 là một đôi các bác nhá. Nó là một đôi chứ không phải là series liền kề đâu, nó là series trùng đôi đấy chứ không phải là series liền kề đâu anh em nhá. Anh em chúng ta phải lưu ý về điều này. Rồi, đây là e căng của Bose 4.2 series 2, tuyệt vời đẹp anh em nhá. Zin tuyệt vời đẹp. Và tiếp theo đây, các bác lưu ý là hàng của em tiến đây nhá, là hàng gân zin nhá anh em nhá. Thì đây là cái loa bát của loa Bose 4.2 series 2, hàng gân zin. Những người đam mê Bose màng bát như thế này đã đủ thuyết phục quý vị các bác, anh em ta là những người chơi khó tính chưa. Riêng em lấy Bose ấy, em cực kỳ là kỹ tính luôn anh em nhá. Chúng ta thấy là nó còn nguyên bụi bẩn luôn, nguyên bụi bẩn này, chưa lau chùi vệ sinh. Tất nhiên anh em mua thì em sẽ lau chùi vệ sinh cho anh em đều đặn, cực kỳ đẹp anh em nhá, cực kỳ đẹp. Đây là tuyến loa của một đôi này, em sẽ quay từng đôi một. Đây là một đôi nhá, bên này là một đôi anh em nhá, tuyến tép này. Đấy, tuyệt vời, không có gì điều gì để chê cả. Đúng là những đôi loa như này mà các bác, anh em chúng ta chê nó đúng, em bó tay em chịu các bác luôn đấy, thật sự nói câu vậy anh em nhá. Và đây là cái tuyến loa bát dưới này. Đấy, đã đủ thuyết phục anh em là những người chơi khó tính chưa anh em. Quá ok luôn. Gân này đảm bảo chơi được 5 đến 6 năm nữa anh em nhá. Gân này chơi 5 đến 6 năm nữa rồi, gân khá cứng. Ý em nói là cứng ở đây nó còn gân nó còn rắn, chúng ta chơi được vài năm nữa, 5 6 năm nữa chúng ta mới phải thay. Còn đâu những chơi những đôi mà chơi được vài tháng mấy năm ấy, một năm ấy, là em tự thay gân cho anh em luôn nhá. Cái vấn đề này em sẽ có tính tự giác, các anh em chúng ta yên tâm khi mua hàng của em tiến. Rồi, ok luôn nhá anh em nhá. Thì đối với hai đôi loa Bose này nó có giá tiền bằng nhau, và đến với em tiến thì có một cái mức giá cực kỳ yêu, loại yêu nhất trên thị trường luôn anh em, yêu nhất trên thị trường luôn, không ở đâu có đâu các bác nhá, không ở đâu có đâu, chỉ riêng em tiến mới có đâu. Thì đối với số series bên này nhá, nó bên kia là 28 thì bên hàng số series bên này là 29, con trên này 29 thì con dưới số này cũng là 29 này. Đấy, số của nó rất là mờ này. Và em cũng nhìn thấy. Thế thì cái số hàng in đậm này nhá, nó là 303. 303. Thì ở đây là 302,
nhé, 302 và 303, các bác thấy không? Đây là một đôi và bên kia là một đôi. Đấy, các bác cứ đúng số seri như vậy là các bác nhận hàng. Còn về e căng nhá, anh em yên tâm, không có bị bục một chỗ nào anh em nhá, không có bị bục rách bất cứ một chỗ nào đâu. Anh em yên tâm. Một câu là như vậy. À, e căng nó quá là đẹp luôn. Đấy nha anh em nhá. Rồi, thế thì đấy, cái máy quay nó lại gục xuống rồi. Rồi, bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đến với tuyến loa bên này. Chúng ta thấy không? Nó quá đẹp luôn anh em nhé. Xuất sắc luôn. À, gân này. Còn cứng cũng chơi được 5-6 năm nữa anh em nhé. À, rất còn cứng gân. À, gân này chơi được 5-6 năm nữa luôn anh em nhé. Một cái loàng màng loa bát. Phải nói một được câu thôi. Chỉ dùng một từ thôi. Nó quá đẹp, quá mỹ mãn. Không thể chê vào đâu được anh em ạ. Đây cái tuyến loa tép này. Rồi. À, bụi bẩn anh em nhé. Rồi ok. Thì là em đã đấu của mỗi một chiếc loa cho vào một bên các bác nhé. À, em đấu chiếc bên trên thì bên kia cũng tương tự là chiếc bên trên anh em nhé. Và đánh trực tiếp với lại con Omni Sansui 7070 các bác nhé. Rồi đôi loa bốt này hai đôi có đồng giá như nhau, tức là giá của em Tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với một cái mức giá là 11.800.000 các bác nhá. 11.800.000 cho một đôi loa Bose 4.2 Series 2. Hàng được sản xuất tại Mỹ và Mexico các bác nhá. Tại Mỹ và Mexico. Đây cái tem của nó là tem Pottingham, Pottingham và Mexico anh em nhá. Đấy. Rồi, quá là ok luôn. Thì em sẽ chỉnh cái máy quay lại và sẽ ra test một đoạn âm thanh cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta nghe. Thì do đêm cũng đã rất là khuya rồi quý vị ạ. Đêm cũng đã khuya rồi. Em cũng chỉ mạo phép là thưa quý vị các bác anh em chúng ta thông cảm cho em Tiến. Em Tiến test một đoạn nhạc ngắn ngắn thôi nha. Ngắn ngắn thôi, khoảng 2-3 phút thôi. Mong quý vị các bác anh em chúng ta thật thông cảm. Vì bây giờ đã là 12 là kém 15 rồi. 12 là đêm đấy. Đêm nay trên đồn vắng, thương em anh thương nhiều lắm. Em mới biết cho chàng. Xa anh sang phố phường, xa người em nhỏ,
rồi hôm nào tôi về ghé thăm ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy tìm em giờ tìm ở đâu sao không